Nếu không có camera ghi lại, chắc chắn các bạn sẽ không tin những quái vật sông nước này từng tồn tại. Chúng ta vẫn thường nghe đến hai từ thủy quái, những sinh vật đáng sợ sống ở ngoài biển khơi hay là trong những vùng hồ rộng lớn đúng không nào? Chúng ẩn sâu dưới dòng sông ngọt ngào, tồn tại những quái vật hung dữ ở dưới đó nghe. Chúng thậm chí có thể ăn thịt người luôn đấy các bạn ơi. Và ngày hôm nay lại là một chủ đề cực kỳ hấp dẫn, cùng á tôi vác camera đi khám phá ngay 8 quái vật sông nước đáng sợ và nguy hiểm vẫn còn tồn tại các bạn nhé. Get go! Thứ nhất, cá phổi châu Phi. Các bạn đã bao giờ nghĩ đến một loài cá có thể ở trên cạn mà vẫn cứ sống nhăn nhở khỏe ra mỗi ngày không các bạn? Nếu như không tin thì hãy khám phá ngay loài cá phổi lungfish của châu Phi này nhé. Cá phổi châu Phi có hình dáng giống hệt một con rắn trường nhớt, nhưng mà tôi nghĩ nha, cái mặt của nó dễ thương hơn nhiều. Tàn tàn. Đó, so sánh mặt rắn với mặt cá phổi đi thì em cá vẫn cute hơn nhiều chứ, đúng không? Được đánh giá là một trong số những loài sinh vật kỳ dị nhất trên trái đất. Thế nhưng số lượng cá phổi không có nhiều, thường sống tập trung ở châu Phi, Nam Mỹ và Australia. Kích thước của chúng khi lớn có thể đạt tới 2 mét lận đó nha. Và tất nhiên rồi các bạn ơi, khả năng của cá phổi chính là sống dai, vượt khô hạn mà vẫn không hề xi nhê gì luôn. Điểm đặc biệt nè, loài cá lungfish này còn có thể dùng phổi kết hợp với mang để mà hô hấp đấy nha. Vì thế nếu như ở dưới nước lâu thì chúng còn có thể chết đuối nữa cơ đấy. Thật là một loài cá hề hước các bạn ha. Ngoài hô hấp bằng phổi thì lungfish còn có khả năng di chuyển bằng 4 chân như con chó vậy đó trời đất ơi. Bất ngờ nhất nè là các chuyên gia đã phát hiện ra hóa thạch của cá phổi cách đây tới 400 triệu năm. Chúng được xem là loài tổ tiên của động vật 4 chân ngày nay đó nha. Ái chà chà, cá phổi này có cái trình không phải dạng vừa đâu nha. Thứ hai, cá nheo khổng lồ. Đối với rất nhiều thợ câu cá chuyên nghiệp thì bắt được con cá lớn là một thành tích rất đáng tự hào luôn. Anh chàng Benjamin Grander không ngờ rằng chuyến đi đến sông Po ở Ý đã mang đến cho anh một kỷ lục câu cá đáng kinh ngạc. Sau 45 phút thì Benjamin đã câu được một chú cá nheo khổng lồ, bướng bỉnh, dài đến 2,68 mét, nặng 129 kg luôn. Cá nheo châu Âu là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Nó thậm chí nha có thể dài bằng một chiếc ghe luôn các bạn ơi. Vậy thì lớn hơn cả bàn tay của con người nhiều nhá. Mặc dù trông có vẻ hiền hòa, thế nhưng mà thực tế, cá nheo châu Âu lại là loài sát thủ trong nước vô cùng tham lam luôn. Chúng thường nhảy lên khỏi mặt nước để tấn công những chú chim bồ câu, rồi kéo con mồi lên bờ để mà thưởng thức. Cá nheo rất là tham ăn, cơ thể lại khỏe mạnh, cho nên nó còn được đặt cho cái nickname thân thương là cá voi sát thủ nước ngọt đấy các bạn ạ. Thứ ba, cá đào. Tại sao gọi là cá đào? Nhìn cái hình dạng của loài cá này là các bạn biết rồi nha. Nó sở hữu một cái đao còn sắc hơn cả lưỡi kiếm của ninja luôn á chứ. Vâng, cá đao là anh em cùng cha khác ông nội có họ hàng với loài cá mập và cá đuối. Nếu như các bạn tò mò với cái mặt của nó như thế nào á, thì đây. Đó, một mặt trên, một mặt dưới đầy đủ luôn nha. Mặt dưới của nó cứ như là tinh hề ha. Thế nhưng nếu như mà nhìn lâu cũng thấy hơi sợ sợ đó chứ. Kích thước từng ghi nhận cho thấy loài cá này dài từ 5 đến 7 mét và thường nặng khoảng 500 đến 600 kg. Chúng có tuổi thọ rất là cao, phát triển chậm, trưởng thành muộn và khả năng sinh sản thì thấp. Cá đao thường có chiều dài là 7 mét. Những chiếc cưa vừa là vũ khí, vừa là cơ quan cảm giác giúp cho chúng cảm nhận được con mồi đấy. Loài cá này cũng sẽ trở nên cực kỳ là nguy hiểm nếu như bị khiêu khích và nổi lên cơn máu chó. Đó, cá đao chỉ sống ở vùng nước nông, lầy lội, có thể tìm được trong cả khu nước ngọt và nước mặn luôn. Và đáng buồn đó các bạn ơi, loài cá đao đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất là cao và ở trong tình trạng cực kỳ là nguy cấp. Và chúng bị săn bắt một cách bừa bãi vì nhiều lời đồn cho rằng ăn vây cá đao có thể nhìn thấy người từ thế giới bên kia. Trời ơi, đồn gì mà ảo dữ trời. Bên cạnh đó nha, dầu gan của chúng cũng được sử dụng trong y học nữa. Và thực sự không biết là sẽ ra sao nếu như loài này bị tuyệt chủng các bạn ha. Thực sự là một điều rất đáng buồn nha. Thứ tư, trắng anaconda xanh. Rồi, nói về loài thủy quái đáng sợ nhất vùng sông nước thì trắng anaconda phải đứng đầu danh sách này. Vua của đầm lầy và là nỗi kinh hoàng của tất cả các loài sinh vật. Đây là video quay cận cảnh một con trăng anaconda đang đoạt mạng loài chuột lang lớn nhất thế giới bằng cơ thể cuồn cuộn cơ bắp đó nha. Chú chuột chỉ có thể thoi thóp dần và bị nuốt chửng toàn bộ. Thực sự khủng khiếp đúng không?
rằng anaconda thường sống trong các khu rừng rậm Amazon. Một con quái vật đúng nghĩa anh em ơi. Chúng có thể nặng đến hàng trăm kg, có biệt tài ngụy trang rất là giỏi và thường bơi trong dòng nước để mà săn mồi. Trắng anaconda gồm các loài xanh, vàng, đốm, trắng, đen. Chúng thậm chí có thể tấn công và ăn thịt ngay cả con người nữa đấy. Anaconda sống dưới nước, thế nhưng không ăn thủy sản như là cá. Con mồi ưa thích của chúng là cá sấu Nam Mỹ, các loài rắn khác, dê và thậm chí cả báo Nam Mỹ cũng quất luôn. Nói chung thì trắng anaconda nhìn qua màn ảnh vậy thôi đã thấy khiếp vía rồi, muốn bay cái hồn ra ngoài luôn rồi, huống chỉ là nhìn ngoài đời đúng không? Thứ năm, cá chó. Khi mà tìm hiểu về loài này á, chắc chắn các bạn sẽ phải thốt lên một điều rằng, trời ơi, cái loài gì mà đã xấu là còn dữ dằn vậy trời. Vâng, loài cá chó có tên khoa học là Esox, có hộ khẩu thường trú ở Bắc Âu và Bắc Mỹ. Đây là một loài cá nước ngọt có thể thích nghi được với nhiều môi trường sống khác nhau, từ nơi nước ấm, nơi nước rất là lạnh cho đến nước bùn lầy cũng chơi luôn. Chúng có thân hình thon thả, dài khoảng 1,5 mét, mõm to, miệng rộng, mắt có thể chuyển động nhanh và nhìn được mọi hướng, cân nặng thì khoảng 23 kg. Cá chó lại có máu chó nha, rất là hung dữ luôn. Đặc biệt các bạn ơi, chúng có dịch tiêu hóa rất mạnh. Không chỉ con mồi mà cả cái lưỡi câu, muỗng thép hay là dây kim loại cũng thành bùn nhão trong bụng của tụi nó luôn nha. Thức ăn khoái khẩu của cá chó bao gồm những con cá có kích thước nhỏ như là rắn, côn trùng, ếch nhái, vịt con và tôm. Nhiều câu chuyện đã kể rằng á, cá chó nó còn có thể là nuốt tươi những con chó, những con vịt, những con thiên nga luôn. Ghê thiệt ha. Kẻ thù của cá chó là con người và cá mút đá. Cũng có rất là nhiều những ghi nhận về các vụ tấn công con người. Tuy nhiên, may mắn là chưa có ai thiệt mạng hết. Mặc dù hung dữ, thế nhưng mà cá chó lại được cái là sống thọ, trung bình khoảng 10 đến 12 năm. Có con còn sống đến tận 20 năm. Trời ơi, đã xấu, hung dữ lại được cái sống dài nữa chứ. Tạo hóa thiệt là thiên vị cho cái loài này các bạn ha. Thứ 6, cá đuối gai độc khổng lồ. Đây, anh trai này đang câu cá, con cá có vẻ to đấy nhá. Sau hơn 3 tiếng vật lộn thì cuối cùng anh ấy đã thành công câu được con cá đuối siêu khổng lồ, loài thủy quái to nhất, khỏe nhất, lì lợm nhất cái hệ trời nước ngọt luôn. Nhìn nó kìa các bạn, thật lớn nha, nhưng mà tất nhiên đây chưa phải là con to nhất, cháu nó còn non và xanh lắm. Đây, cá đuối gai độc được xem là loài thủy quái mạnh hàng đầu ở Nam Mỹ, chỉ sau mỗi con cá sấu thôi. Tuy nhiên thì thông tin về loài cá này hiện vẫn còn rất là ít, không ai biết chắc là còn bao nhiêu con cá đuối gai độc khổng lồ còn sót lại trên thế giới. Chúng được cho là đã xuất hiện từ trên trái đất nhiều triệu năm về trước rồi, không có nhiều thay đổi so với ngày nay. Một chú cá đuối gai độc khổng lồ có thể dài tới 5 mét, trọng lượng là 600 kg. Ngoài Nam Mỹ nha, chúng còn thường xuất hiện ở các con sông Thái Lan, đảo Borneo. Đấy, cá đuối gai độc khổng lồ có thể xem là một loài cá nguy hiểm với con người chúng ta. Trên đuôi của mỗi con cá đuối lại có một cái gai nhọn có thể dễ dàng đâm xuyên qua cơ thể người, thậm chí là phần xương, giống như là một mũi tên vậy đó. Không chỉ đâm nha, chúng còn có thể truyền chất độc vào vết thương khiến cho nạn nhân hẻo ngay lập tức luôn. Mặc dù hiếm khi gặp được cá đuối gai độc lắm, thế nhưng các bạn hãy cẩn thận nếu như đến những khu vực chúng thường sống các bạn nha. Thứ 7, Arapaima, cá ăn thịt. Loài cá ăn thịt khổng lồ mang rợ nhất Amazon gọi tên Arapaima, còn được mệnh danh là vua ăn thịt, đến cả lưỡi cũng có răng sắc nhọn luôn nhá. Cỗ máy ăn thịt Arapaima hay còn gọi là cá hải tượng long là một loài cá nước ngọt sống ở sông Amazon và các hồ lân cận. Đây là cái loài cá mang rợ nhất ở Amazon luôn, được mệnh danh là vua ăn thịt mà, lưỡi cũng sắc lẻm như con dao lam. Hải tượng long có thể đạt đến độ dài hơn 2 mét, thậm chí có những con còn dài hơn cả 2 mét rưỡi lận nha. Với kích thước khổng lồ trên thì chúng được xếp vào loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Thức ăn chủ yếu của hải tượng là các loài cá da trơn. Tuy nhiên các bạn ơi, chúng cũng có thể nhảy khỏi mặt nước để mà bắt con mồi ngon hơn như là chim hay là rắn. Sở hữu một hàm răng sắc, lưỡi lại cấu tạo đặc biệt có các khía sắc nhọn đã giúp cho Arapaima đã mạnh lại càng thêm mạnh, như hổ mọc thêm cánh vậy đó. Và chúng có thể dễ dàng tấn công, xé nát con mồi trong tích tắc nhá. Đối với các loài ở vùng sông Amazon thì Arapaima là sát thủ đầu mưng mũ đấy. Thứ 8, cá mập bò. Chúng ta cứ nghĩ rằng ở đại dương mới có cá mập, ấy thế nhưng ngay tại khu vực nước ngọt cũng xuất hiện loài cá mập to lớn và khổng lồ các bạn nhá. Vâng, tôi xin được trân trọng giới thiệu loài cá mập bò sừng sỏ, không thua kém gì các anh em cá mập khác, và chúng thường được tìm thấy ở những vùng nước sâu như là Iquitos ở Peru, cách cửa biển khoảng 4.000 km.
Cá mập bò có chiều dài khoảng 3,3 mét, nặng khoảng 312 cân. Cũng mang đặc điểm giống các anh em khác, cá mập bò sở hữu vô số răng nhọn hình tam giác, cùng bộ hàm khỏe với lực cắn lên tới 589 kg. Với bản tính cực kỳ là hung dữ như vậy thì chúng đã gây ra không ít các vụ tấn công người tại các con sông ở nước Mỹ. Và đây cũng là loài cá có thể cảm nhận được sự thay đổi độ mặn của nước xung quanh và có thể thích nghi rất là nhanh với môi trường mới. Cá mập bò được đánh giá là một trong những loài cá mập nguy hiểm nhất thế giới. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của Nghiện Khám Phá rồi các bạn ơi. Các bạn đừng quên like, share và subscribe, comment để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi nhất nha. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà nha. Xin chào.